Để đi cắt ra bên trong nó xem như thế nào nhé. Nó còn lạnh lắm luôn á, tại vì đi để qua đêm. Wow, cái màu đẹp chưa nè các bạn. Bên trong nó cái màu hồng nè, đẹp chưa? Màu hồng giống như là màu của hem đó, màu pate. Đẹp ơi là đẹp mà thơm lắm nè. Nhìn thấy có vẻ nó hơi cứng nhưng mà thật ra nó rất là mềm, bởi vì nó đã đông cái phần bơ đi để trong tủ lạnh qua đêm đó. Mình đem ra ngoài một chút và mình khi mình trét vào bánh mì nóng thì nó sẽ mềm mịn ra rất là nhiều luôn á các bạn. Rất là thơm. Bây giờ chúng ta hãy vào bếp nha. Đây là nguyên liệu chính cho cái món pate của chúng ta hôm nay, đó là gan heo. Các bạn có thể sử dụng gan gà và gan vịt nếu như mình tìm được, nhưng mà ở bên đây chỗ Ni thì mấy cái đó rất là khó kiếm ha. Đây là 300g thịt heo xay. Ni chọn thịt heo xay có phần mỡ hơi nhiều một chút, bởi vì pate này thì nó là món lạnh và thường là rất nhiều mỡ. Và đây là 100g thịt ba chỉ nè. Ni đã bỏ cái phần da và lấy bớt cái phần nạc ra, nó có một xíu nạc thôi. Một chút xíu thì Ni sẽ cắt hạt lựu nhỏ nhỏ, mình để trên cái mặt của pate, hai mặt đó, mặt trên và mặt dưới luôn. Nếu các bạn thích thì mình có thể dùng mỡ hoàn toàn cũng được. Gan heo sau khi rửa sạch qua với muối và nước lạnh thì Ni cắt ra miếng nhỏ nhỏ như vậy, nó cũng vừa vừa thôi. Để Ni ngâm với sữa đó. Sữa mình ngâm tầm 30 phút thì cái phần sữa nó giúp cho cái gan mình lọc bỏ bớt cái mùi hôi và giúp cái gan nó mềm và nó giữ được cái màu hồng hồng nữa đó. Các bạn khi mình làm á, mình rửa gan á, nhớ trên cái phần gan nó có những cái sợi chỉ trắng trắng giống như mỡ như vậy nè. Trên cái cuốn gan á, nó có thì mình cắt ra mình bỏ đi ha. Cái này nó làm cho pate mình không có ngon và nó cũng có cái mùi hôi nữa đó. Bây giờ thì Ni sẽ cho hết một ly sữa đầy vào đây. Mình cho sữa tươi á, cho làm sao mà cái phần sữa nó ngập vô cái phần gan heo của mình là được. Rồi mình ngâm khoảng 30 phút cho nó sạch và nó bớt cái mùi hôi, rồi mình mang đi rửa sạch lần nữa rồi mới cắt nhỏ ra nhé. Cái phần gan này đó là Ni sử dụng là hơn một phao, tầm 500g đó các bạn. Trong lúc đợi 30 phút cho gan nó sạch đó thì mình đi cắt mấy cái này đây. Ba chỉ thì Ni đã cắt ra nhỏ nhỏ như vậy, các bạn có thể cắt một lát dài mỏng cũng được. Và Ni băm củ hành tím và tỏi ra luôn. Củ hành tím Ni sử dụng tầm là 50g và tỏi là 20g. Ni sử dụng hành tím và tỏi hơi nhiều để cho nó thơm á. Hành tím tầm 50g và tỏi là 20g. Mình làm theo kiểu Việt Nam. Nếu mà làm theo kiểu của Pháp thì mình chỉ sử dụng hành trắng thôi ha. Đây là hai lát bánh mì trắng, bánh mì thường thôi. Rồi mình ngâm với sữa cho nó mềm ra, để một hồi mình cho vào cái phần pate đó thì bánh mì nó sẽ là cái phần kết dính cho pate và thịt lại với nhau. Để đây vài phút cho nó mềm rồi mình đi xay thịt nhé. Sau khi 30 phút thì Ni rửa và cắt nhỏ hơn để mình xay cho dễ. Gan cũng rất là dễ xay bởi nó mềm. Gan Ni sẽ xay vừa vừa, không quá to như vậy nè, bởi vì mình phải xay gan và thịt mọi thứ đều hai lần. Gan và thịt Ni sẽ xay riêng ha, bởi vì thịt nó hơi cứng hơn, mình cần phải xay cho mịn. Và gan heo thì lại mềm và Ni không thích xay mịn quá, xay còn hơi hộp hộp to to như vậy á thì khi mình ăn nó sẽ ngon hơn. Cho vào chảo là 2 thìa canh dầu ăn và 100g bơ lạc. Bơ này thì Ni cũng để ở ngoài nó mềm rồi. Để cho nó tan cái phần bơ ra rồi, mình sẽ phi thơm cái phần củ hành tím và tỏi nhé. Mình cho mọi thứ phân nửa vào đây, phân nửa tỏi và phân nửa củ hành tím băm. Mình xào thơm lên, mình chỉ xào thơm thôi chứ mình không có xào vàng nha các bạn. Mình xào tầm hơn 1 phút á, cho tỏi và củ hành tím nó ráo mặt. Rồi mình sẽ cho gan heo vào mình xào. Do vậy là được rồi. Bây giờ mình cho gan heo vào nhé. Khi các bạn xào gan heo đó, mình nhớ xào cho nhanh nha. Mình không cần phải xào quá chín và quá kỹ nha. Bởi vì trong cái phần gan heo này á,
Nó rất là dễ chín, mình xào đảo nhanh tay lên. Khi nó hơi tái tái một xíu nè, rồi mình nêm vào đây một thìa cà phê bột nêm gà hay bột nêm nấm và một phần nửa thìa cà phê muối. Chỉ có vậy thôi. Rồi mình xào thêm một chút xíu nữa. Thấy nó tái lại, hơi còn hồng hồng một xíu là mình tắt lửa liền. Bởi vì cái chảo mình còn nóng á, mình tắt lửa nhưng mà cái phần gan mình nó vẫn tiếp tục chín thêm. Như vậy là được rồi nè, đi sẽ tắt lửa nhưng mà vẫn đảo đều ha. Sau đó mình cho ra cái tô và mình để nguội. Công thức làm pate này của Ni á, thì cái phần gan này nó sẽ nhiều hơn cái phần thịt. Như thế khi mình làm xong cái phần pate nó sẽ rất là mềm và ngon ha. Cũng cái chảo này, Ni cho vào một thìa canh dầu ăn và 50g bơ lạc. Bởi vì cái này là mình xào cho phần thịt á, phần thịt nó có mỡ rồi cho nên mình không cần sử dụng đến nhiều bơ và dầu như là cái phần gan. Rồi mình cho hết cái phần củ hành tím và tỏi còn lại, xào thơm lên cũng như lần đầu, cho nó tái mặt và bốc mùi thơm lên á, là mình cho thịt và mình xào. Mình cũng xào cái cách xào giống như là gan luôn nhé. Thịt thì mình nhớ tán nhuyễn nó ra, cho nó tơi ra. Rồi mình cũng xào nhanh qua với cái độ lửa trung bình, hơi lớn một xíu, cho thịt nó mau tái và nó không có bị ra nước đó. Rồi nó hơi tái như vậy, mình cũng nêm vào, cũng giống như phần gan, là một thìa cà phê bột nêm gà, một phần nửa thìa cà phê muối. Nếu các bạn thích thì mình có thể cho vào đây một chút xíu nước mắm nha. Nhưng mà nhà Ni ăn hơi lạc đó, cho nên Ni nêm như vậy là vừa với gia đình mình. Rồi bây giờ mình để đây, mình quay ra, mình làm cái phần bánh mì. Bánh mì mình ngâm nãy giờ nó cũng mềm rồi nè. Đi dắt ra cho bớt cái phần sữa nha. Rồi mình sẽ bóp mềm nó ra, bóp mịn ra. Cho bánh mì vừa bóp mịn xong, cho vào cái phần chảo thịt mình mới vừa xào đó. Chảo thịt thì nó vẫn còn đang nóng, cho nên mình đảo nhanh tay cho bánh mì và thịt nó đều với nhau. Bánh mì nó sẽ làm cho thịt và gan heo mình có chất kết dính lại. Khi mà mình làm cái pate có chút bánh mì vô thì nó sẽ mềm, sẽ ngon hơn. Mình để đây cho nó nguội thêm một xíu rồi mình đi xay nó nha. Gan heo và thịt mình đã xay xong rồi. Gan heo thì mình cũng xay còn hạt hạt như vậy, không xay quá mịn ha. Bởi vì gan nó mềm mà mình cũng vẫn xay riêng, không xay chung. Đây là thịt và bánh mì. Thịt và bánh mì thì Ni lại xay mịn ra như vậy luôn nè. Như vậy thì khi mình làm pate, cái phần pate mình mềm và không bị cứng và không có phần bị cái phần mà có hộp hộp á. Khi mà mình làm xong, mình cho vào cái thao cái phần gan và phần thịt mình mới vừa xay xong. Rồi bắt đầu mình nêm nếm lại phần sau cùng trước khi mình cho vào khuôn để đi hấp nha. Công thức của Ni đó là gan heo nhiều hơn phần thịt nha các bạn. Như vậy thì khi mình làm xong cái phần gan heo mình nó sẽ mềm và ngon. Nếu mà mình làm thịt và gan heo đều với nhau thì cái phần pate mình nó sẽ hơi cứng một xíu. Cho vào một thìa cà phê, bột nêm gà, một muỗng canh tỏi phi. Và đây là bột tỏi nêm vỏ Costco nè. Mình cho vào một thìa cà phê luôn. Rồi, ngũ vị hương hiệu con nai đi cho vào một ít, tầm 1/3 thìa cà phê. Bởi vì làm theo hương vị Việt Nam nên có một xíu ngũ vị hương và một chút tiêu. Tiêu tầm 1 thìa cà phê đi cho vào hơi to to đó, rồi mình trộn đều lên. Mình làm theo pate mà theo kiểu Pháp á, thì nó sẽ không có cái phần ngũ vị hương và tiêu hay tỏi nha các bạn. Cái gia vị nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Hai cái khuôn thì mình đã rửa sạch qua nước nóng và lau khô. Bây giờ thì cho một ít bơ vào, bơ hay dầu đều được. Mình cho vào khuôn, mình quét đều xung quanh, rồi mình mới cho thịt vào. Ni ở đây thì cho bơ, bởi vì mình làm pate có mùi bơ mà cho nhiều một xíu như vậy nó có mùi thơm rất là ngon. Khi mình làm xong mình để tủ lạnh á, đem ra thì cái phần bơ này nó đông lại, nhìn hấp dẫn lắm luôn á.
Bây giờ mình cho một ít cái phần thịt ba chỉ mình cắt hoặc hạt như vậy nè cho lên, rồi mình mới cho cái phần thịt xuống nha. Đi cho hết cái phần này, hai mặt, mặt trên và mặt dưới luôn nữa đó. Các bạn có thể cắt cái phần mỡ này ra lát mỏng mỏng, nhưng mà mình để một lát vậy đấy, vì mình thấy mỡ nhiều quá mình hơi ngán đó, cho nên mình cắt ra hạt hạt ha. Đi cho đều vào hai cái khuôn. Khi mình cho mình nhớ là mình đừng cho cái pate này nó quá đầy, bởi vì khi mình hấp thì nó nở lên một xíu ha. Bởi vì trong này nó có mỡ nè, rồi có bánh mì nữa đó, nó sẽ nở hơn một chút. Mình cho lưng lưng như vậy thôi nè. Rồi dùng cái muỗng mình làm cho cái mặt nó láng láng đẹp đẹp, vỗ xuống vài cái cho cái pate mình nó chặt á. Rồi bên trên này mình lại cho một lớp thịt ba chỉ cắt hạt lên. Mình làm ba chỉ hạt hạt như vậy á, khi mình ăn bánh mì á, nó có vài cái hạt ba chỉ á, ăn rất là ngon, béo béo mà hơi giòn giòn một xíu. Đi dùng cái muỗng này, mình ấn cái phần thịt ba chỉ hạt hạt này xuống cho nó dính với cái phần pate đó. Rồi như vậy nó đều rồi thì mình sẽ dùng cái bao ni lông, cái bao mà ráp đồ ăn đó, ráp thực phẩm, mình bọc lại cái phần trên này. Rồi mình mới dùng cái giấy bạc bọc lên một lần nữa. Các bạn nhớ dùm là khi mình bọc cái phần này thì mình bọc phải kỹ, thật là kỹ, bởi vì khi mà mình có để một miếng e nào vào đó thì cái phần pate mình nó sẽ bị đen và không có có cái màu hồng hồng đỏ đỏ nhé. Bây giờ thì mình sẽ mang đi hấp. Đi sẽ hấp hai cái khuôn trong hai cái nồi to như vậy. Thời gian hấp là 1 tiếng rưỡi nhé. Cái nồi to nó sẽ giúp cho cái thịt pate của mình chín đều, và sau thời gian 1 tiếng rưỡi đã chín, các bạn nhớ tắt lửa. Và mình vẫn giữ cái nắp nồi đậy kín như vậy để đến khi cái hộp pate mình nguội hoàn toàn. Sau khi nguội rồi mình mang vào tủ lạnh, mình để 4 giờ hoặc là qua đêm nhé. Cái bí quyết làm cho pate mình hồng và có cái mùi thơm đặc trưng đó là sau khi mình hấp xong mình vẫn giữ nguyên như vậy thì cái pate mình nó sẽ được cái màu hồng và cái mùi thơm giống như là thịt hem, thịt hộp vậy đó các bạn. Bây giờ thì mình để đây cho nguội nhé, rồi sau đó mình mang vào tủ lạnh. Hẹn gặp các bạn vào sáng ngày mai nha. Sáng hôm nay nhà Ni chỉ ăn một món bánh mì chả lụa chiên và pate, ăn cùng với một ít đồ chua, một ít dưa leo, một ít ngò rí, chỉ vậy thôi. Pate sau khi để qua một đêm thì nó đông lại như vậy nè. Các bạn thấy xung quanh cái thành á, cái khuôn nó còn màu hồng rất là đẹp ha. Đi gỡ ra rồi úp ngược ra cái dĩa nhé. Bây giờ mình cắt ra một miếng coi nó như thế nào. Các bạn thấy cái lớp vàng vàng ở trên đó là cái lớp bơ nhé. Wow, màu hồng đẹp chứ nè. Bên trong đúng là cái màu pate luôn, lại thơm nữa, rất là dễ. Các bạn thấy nó hơi khô khô coi như vậy nha, thật ra không có khô nhé, bởi vì mình có làm có nhiều mỡ và bơ á, mình để qua tủ lạnh một đêm thì nó đông lại như vậy. Rồi khi mình cho vào bánh mì đóng qua mình trét như vậy nó sẽ mềm mại trở lại. Đây nè, các bạn thấy ngon ha. Một vài hạt ba chỉ mình cắt hạt lựu á, để vào chung với bánh mì ăn sẽ rất là ngon, béo béo giòn giòn. Món pate này rất là thơm ngon, để được rất là lâu. Các bạn nếu mà mình dùng không hết, mình có thể cho lên tủ đá, dùng chung với bánh mì, hoặc là làm gà nấu pate, hay là làm bánh pate xô, rất là ngon, không chê vào đâu được. Ni cảm ơn các bạn đã ở lại với Ni đến hết video nhé. Và Ni chúc cho các bạn thành công với món pate thơm ngon cho gia đình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video kỳ tới.